Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, trong cuộc sống, việc phải chịu căng thẳng và áp lực là những tình huống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, phần lớn trong chúng ta thường dễ bị thất bại trước những cảm xúc đó. Trong những hoàn cảnh khó khăn, khi phải đối diện với những căng thẳng, áp lực, chúng ta trở nên chán nản, buồn bã và lo lắng. Vậy làm sao để luôn giữ được bình tĩnh? Và làm thế nào để duy trì sự bình an nội tâm của bạn trước những áp lực vô cùng lớn của cuộc sống? Trong mọi trường hợp, trước hết, chúng ta cần học cách làm chủ tình huống. Hãy tập chú tâm quan sát tình hình một cách tổng quát. Và bạn hãy nhớ rằng có một điểm chung trong tất cả những vấn đề khó khăn, những tình huống mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, đó là gì? Đó chính là sự vô thường. Bất cứ điều gì chúng ta gặp phải trong cuộc sống và bất cứ điều gì chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời chúng ta, ngay sau đó nó đều tan biến, nó đến, hiện hữu và nhanh chóng mất đi, đó gọi là sự vô thường. Bây giờ hãy nghĩ về những căng thẳng trong công việc của bạn. Hôm nay công việc của bạn không thuận lợi, bạn chưa hoàn thành công việc, bạn bị cấp trên chỉ trích, bạn cảm thấy áp lực vì những mục tiêu cuộc sống chưa đạt được và những bộn bề lo toan cuộc sống khiến bạn cảm thấy ngạt thở, bạn trở nên chán nản, buồn bã. Nhưng hãy lùi lại, nhìn nó một cách bao quát hơn. Bản chất của tình huống đó là gì? Bản chất của vấn đề đó là gì? Nó chỉ đơn giản là một công việc nhỏ. Trong vô số những công việc bạn sẽ làm trong cuộc sống, nó không liên quan đến mục tiêu của bạn, đến gia đình bạn và đến cuộc đời bạn. Hãy nghĩ nó như đúng nó hiện hữu, đừng nghĩ nó như là tất cả mọi thứ của bạn. Một lỗi nhỏ, nó đã xảy ra, bạn học được một bài học, chỉ đơn giản là vậy, nó sẽ không còn chiếm ưu thế trong cuộc sống của chúng ta nữa. Nó đã trôi qua rồi, khoảnh khắc này bạn đã thoát khỏi nó, đó là điều bạn nên vui mừng, và nó là vô thường. Vấn đề thực sự của chúng ta là, tâm trí chúng ta luôn bám vào những trải nghiệm trong quá khứ. Bản chất trong tâm trí chúng ta là những thất bại và lỗi lầm của chúng ta, nó lặp đi lặp lại trong suy nghĩ, khiến bạn buồn bã, mệt mỏi và căng thẳng. Bạn mất đi sự bình an nội tâm, và khi bạn đứng trước những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo, bạn trở nên mất bình tĩnh và lo lắng. Nhưng khi bạn biết bản chất cuộc sống là vô thường, bạn hiểu sự vô thường trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Cho dù đó là những thất bại, đau đớn nặng nề, hay những khoảng thời gian vui vẻ tuyệt vời, tất cả chúng không có gì là vĩnh viễn, nó đều đến và đi, đó là bản chất. Bạn cần hiểu về nó một cách thuộc lòng rằng, thế giới không có gì là vĩnh viễn, cuộc sống của chúng ta cũng không vĩnh viễn, bạn sẽ thoát khỏi những trò lừa đảo của tâm lý, khiến bạn khổ đau, căng thẳng và áp lực. Sau đó bước tiếp theo bước thứ hai, bất cứ khi nào bạn ở trong một tình huống khó khăn, cho dù nó khủng khiếp đến cỡ nào, bạn cần học cách làm chủ tình huống đó. Thực hành một số phương pháp hoặc làm điều gì đó để giữ sự bình an nội tâm và duy trì bình tĩnh của bạn, để có thể sáng suốt nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy tưởng tượng khi bạn đang trong tình huống khó khăn, khiến bạn hoảng loạn, điều tốt nhất là làm dịu tâm trí của bạn, cách tốt nhất là thiền định. Nó sẽ giúp bạn luôn tỉnh táo để nhận ra được điều gì đang diễn ra trong tâm trí mình. Nhưng nếu bạn chưa vững vàng trong thiền định, bạn có thể học những mẹo nhỏ sau đây bằng cách hít một hơi thở thật sâu và nở một nụ cười nhẹ. Khi bạn hít một hơi thật sâu, bạn sẽ nạp thêm oxy cho não, nó sẽ làm tâm trí bạn tỉnh táo và thư giãn. Tương tự như hít thở, khi bạn mỉm cười, nụ cười sẽ làm giãn các cơ trên khuôn mặt và bạn sẽ cảm thấy mình bình tĩnh và bớt hoảng loạn hơn. Điều này đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả, nhưng đòi hỏi một sự luyện tập kiên trì. Trong những ngày bạn không có áp lực căng thẳng, hãy duy trì luyện tập thiền, hơi thở và mỉm cười, bạn sẽ luôn giữ được bình an nội tâm, bình tĩnh trước mọi tình huống khó khăn. Và hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho bạn một câu chuyện nhỏ về cách một cậu bé đối diện với áp lực căng thẳng của mình. Nó sẽ khiến bạn trở nên vui vẻ hơn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Và bạn sẽ nhận ra, mọi áp lực khó khăn là điều kỳ diệu của cuộc sống ban tặng cho chúng ta, để bạn có cơ hội rèn luyện nội lực cho chính mình. Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy cảm hứng sẽ giúp bạn có cái nhìn mới hơn về cách tạo động lực cho mình, chinh phục mọi khó khăn trong cuộc sống. Hãy xem đến cuối video nhé. Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ nép mình bên dãy núi Malaya hùng vĩ, có hai mẹ con sống hạnh phúc cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ được biết đến rộng rãi nhờ khả năng thông thái và cách dạy con giỏi của mình. Một ngày nọ,
Đứa con trai ra ngoài và thấy những tú tài được vinh danh về làng. Cậu bé đầy hứng khởi về khoe mẹ và nói: "Mẹ ơi, con muốn tài giỏi và đạt được thành công như những vị tú tài kia." Người mẹ nhìn con trai với ánh mắt trìu mến và nói: "Được thôi con trai, mẹ sẽ dạy con, nhưng trước tiên, con phải hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Đó là hãy ra chợ mua một quả dưa hấu lớn nhất, ngon nhất mà con có thể tìm thấy. Sau đó đội lên đầu bước đi mà không dùng tay giữ, đi về nhà mà không để nó rơi. Nếu con làm rơi ở giữa đường, thì con phải làm lại cho đến khi mang được quả dưa hấu lành lặn về tới nhà." Cậu con trai bối rối nhưng cậu vẫn quyết tâm đi, và cậu ra chợ, tìm thấy một lượng lớn dưa hấu. Cậu bé nghe lời mẹ, chọn quả dưa hấu ngon nhất mà cậu thấy, mua và đặt nó lên đầu. Giữ thăng bằng rồi bước đi, khi đi được vài bước, quả dưa bắt đầu lung lay và rơi. Cậu buồn bã, nhưng sau vài phút cậu lấy ý chí quay lại chợ mua quả dưa khác đặt lên đầu. Tiếp tục quả thứ hai, được vài bước xa hơn, nhưng nó vẫn bị rơi xuống đất và vỡ. Đến quả thứ ba cậu bé mới bắt đầu nắm được cách giữ nó thăng bằng. Cậu dùng khăn quấn trên đầu giữ cho quả dưa hấu không bị rơi. Cậu bước đi qua ngôi làng một cách hết sức tập trung. Trên đường đi, mọi người không thể không chú ý đến hành động của cậu bé. Mọi người bắt đầu cười và cổ vũ cậu bé. Số người đến xem ngày một đông, dần dần những tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người hô vang và cổ vũ cậu có thêm sự tự tin. Cậu bé bắt đầu dùng hết sức của mình tập trung đội quả dưa an toàn về đến nhà. Cuối cùng sau một hành trình gập ghềnh, cậu bé của chúng ta đã mang quả dưa về đến nhà một cách nguyên vẹn. Cậu bé ngồi thở phào nhẹ nhõm và nhìn xung quanh. Cậu bắt đầu gọi mẹ, cậu mong chờ mẹ sẽ ra khen ngợi cậu bé vì thành tích ngày hôm nay. Người mẹ đã âm thầm theo dõi đứa con trai của mình trong suốt hành trình, và người mẹ biết đứa con mình đang rất mong chờ mình. Bà cố tình để đứa con trai chờ đợi thêm một lúc lâu để đứa con có thể bình tĩnh lại sau những phấn khích ngày hôm nay. Một lát sau, khi người mẹ xuất hiện, cậu bé không thể kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc và ra ôm chầm lấy mẹ. Người mẹ vỗ vai con và khen ngợi con trai của mình: "Con giỏi lắm, con trai, chúc mừng con." Cậu bé nói: "Con làm được rồi mẹ, con hiểu ý mẹ rồi. Để trở nên tài giỏi và thành công con cần có nỗ lực, sự tập trung. Con đã thất bại nhiều lần, nhưng con đã làm lại, con học được tính kiên trì." Trên đường, con nhận được niềm vui từ sự cổ vũ của mọi người. Đó là động lực lớn giúp con mang được quả dưa về tới nhà. Con cảm nhận được hạnh phúc khi con đạt được thành công sau những nỗ lực đó. Người mẹ nói: "Tốt lắm con trai, để đạt được thành công, đơn giản chỉ cần con đặt trọn vẹn trái tim mình vào việc đó và kiên nhẫn mang theo nó đến đích. Việc đạt được thành công và tài giỏi trong cuộc sống còn có những thử thách và những khó khăn mà con không lường trước được. Nhưng với lòng quyết tâm, sự chân thành, con sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người, như cách mọi người cổ vũ con ngày hôm nay vậy. Con sẽ tìm thấy động lực, niềm vui, hạnh phúc trong những chặng đường đi đến thành công của mình." Cậu bé thông minh hiểu được ý mẹ, nhận ra một ý khôn ngoan, cậu nói: "Hôm nay con cũng đạt được thành công trong việc đội dưa hấu phải không mẹ?" Người mẹ ngạc nhiên nhìn con và hai mẹ con cùng cười. Hai mẹ con hạnh phúc sống bên nhau. Kể từ ngày đó, cậu bé tiếp cận với cuộc sống với một thái độ trân quý từng khoảnh khắc. Cậu mang theo bài học dưa hấu bên mình cho đến khi trưởng thành, và bất cứ khi nào cậu cảm thấy những thử thách khó khăn, cậu luôn nở một nụ cười và nhớ đến quả dưa hấu thời ấu thơ mẹ cậu dạy. Một bài học tìm thấy sức mạnh tập trung với lòng quyết tâm mạnh mẽ. Sau này, cậu trở thành một người nổi tiếng, thành công trong cuộc sống. Và mỗi lần về nhà, cậu không quên mang về cho mẹ một quả dưa hấu ngon nhất. Trong cuộc sống của chúng ta, cũng không ít những khó khăn thử thách. Với thái độ làm chủ tình thế, sự quyết tâm mạnh mẽ, nhưng đừng quên một chút vui vẻ, chúng ta sẽ cảm thấy mọi khó khăn trở nên tan biến. Hãy chấp nhận thử thách bằng một thái độ tích cực, và bạn sẽ tìm thấy cuộc hành trình của cuộc đời trở thành một cuộc phiêu lưu tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Hãy học cách quyết tâm nhưng đừng coi trọng sự quyết tâm đó. Chúng ta sẽ bớt cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy chán nản hoặc thất bại, hãy nhớ đến vô thường, chánh niệm, thiền thở và những điều khiến bạn vui vẻ, như câu chuyện cậu bé dưa hấu trên đây. Một điều bổ sung và cũng vô cùng quan trọng: hãy thực hành tình yêu thương và lòng tốt, và bạn cũng phải thực hành sự tha thứ.
Nếu bạn có thể, hãy thực hành những phẩm chất tuyệt vời này: lòng trắc ẩn, tình yêu và lòng tốt, đặc biệt là sự tha thứ. Bạn có thể duy trì sự yên bình của mình, bởi vì khi bạn tha thứ cho mọi người, điều đó có nghĩa là bạn đang buông bỏ những bám chấp của mình. Bạn càng tha thứ, bạn sẽ càng cảm thấy sự bình yên bên trong. Hãy nghĩ mọi khó khăn một cách tích cực và sống bằng lòng tốt và sự tử tế. Cảm ơn bạn đã xem video. Chúc bạn luôn hạnh phúc và bình an. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại ấn nút like, share, đăng ký kênh và ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.